thì sao cô biết được đến chương trình này được không ạ? À, mình tên là Nguyễn Thị Mỹ Linh, tên đầy đủ. Mình rất là yêu cái tên phim bên này, rất là thích đến nỗi mà coi như là mình xem cái chương trình này là mình không có bỏ một giây nào hết. Cái cặp mắt của mình là đứng luôn, coi như là mình rất yêu nó. À, mặc dù là mình 50 tuổi nhưng mà